Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung Chani Master. Hôm nay trong video bài giảng này, chúng ta sẽ học thêm một bài mới, đó là bài số 2 trong bộ bài giảng khóa học phát âm tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung Chani Master. Đây là chương trình học tiếng Trung online miễn phí hoàn toàn 100% được tài trợ 100% vốn kinh phí từ Trung tâm tiếng Trung Chani Master. Website của Trung tâm tiếng Trung Chani Master là học Trung.tv. Đầu tiên chúng ta lại làm theo các cái bước quy trình thông thường, đó là gì nhỉ? đăng ký để trở thành học viên trực tuyến của trung tâm tiền trung Channel Master và cách như sau là dạ, các bạn vào trang chủ là tiền com Đó. hoặc là gì nhỉ học tv Đó. hoặc là gì từ vượt com hoặc là tài liệu Hadeska vn ok đối với trang tiền com thì chúng ta làm rất đơn giản thao tác để trở thành học viên trực tuyến của, của trung tâm tiền trung Channel Master cực kỳ đơn giản các bạn chỉ việc là à, ấn vào đây và ấn vào đây là để là sẽ hoàn thành bước đăng ký kênh youtube học tiếng trung online và kênh youtube luyện tiếng đồng thời các bạn sẽ trở thành học viên trực tuyến của trung tâm tiếng trung channel master Ờ à, sau khi các bạn đã thành học viên trực tuyến của trung tâm tiếng trung channel master thì các bạn sẽ được hỗ trợ trực tuyến tất cả những câu hỏi thắc mắc của các bạn Ờ, trong quá trình các bạn xem các video bài giảng của thầy Nguyễn Minh Vũ các bạn gặp vấn đề ở chỗ nào các bạn chỉ việc là đăng comment ở ngay bây giờ video bài giảng của thầy Nguyễn Minh Vũ là ok các bạn nào không ấn nút đăng ký là tức là không phải là học viên trực tuyến của trung tâm tiếng Trung Channel Master thì các bạn sẽ không phải là học viên trực tuyến và, và quan trọng là các bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả kể cả các bạn có đăng bao nhiêu comment bao nhiêu câu hỏi ở ngay bây giờ video bài giảng của thầy Vũ thì Uh, hoàn toàn không có bất kỳ uh, phản hồi nào từ phía trung tâm tín trung Channel Master. Đó là điều đương nhiên bởi vì các bạn không phải là học viên trực tuyến của trung tâm tín trung Channel Master. Nó là sự khác nhau giữa đăng ký và không đăng ký, sự khác nhau giữa học viên trực tuyến và không phải học viên trực tuyến của trung tâm tín trung Channel Master. Ok. Chúng ta sẽ quay vào bài học của chúng ta ngày hôm nay. Trong bài học buổi trước thì bạn nào chưa xem video bài giảng bài số 1 thì chúng ta quay lại các bạn chúng ta xem nha. Đó, hôm nay chúng ta sẽ học xong bài số 2. Ok, chữ AO, chữ AO thì chúng ta đọc như tiếng Việt đọc là AO, AO, rồi chữ E ở đây mình có bôi khác màu màu đỏ tức là sao tức là đọc khác tiếng việt còn màu đen thì chúng ta đọc y trang tiếng việt đọc chẳng khác gì tiếng việt cả đọc như tiếng việt luôn rồi chị e này à, chị e chúng ta đọc là ưa 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 giờ ưa chị e đọc chúng ta đọc là ưa uh, ok i u chúng ta đọc như tiếng việt đọc là i u giờ, u y chấm này chữ u y chấm thì chúng ta đọc là u u u tức là các bạn thổi sáo các bạn chụm tròn môi và à, các bạn tức là không phải thổi sáo mà là chúng ta à, để cái 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 khẩu hình như là à, thổi sáo đấy các bạn chụm tròn môi như thổi sáo u u sau đó các bạn giữ nguyên trạng thái môi như vậy u u được chưa u à, đọc là u chứ không phải là u một số bạn rất nhiều là bạn đọc là u nhưng mà là u mà phải đọc là u u u được chưa còn ai chúng ta đọc là ai đơn giản thôi còn tiếp theo là ai chúng ta đọc là a a a tức là chúng ta đọc gen miệng ra đọc là a a a còn uh, rất nhiều bạn đọc là a a nhưng mà không phải là a mà là a a a, a. được chưa a chúng ta đọc đọc là a o là như tiếng việt nha a chúng ta đọc là âu châu âu đấy âu 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 được âu nhờ? chúng ta đọc nha ư u a o là nha ư u a o lại này ư u a o ư u a o ư u a o ok chúng ta đọc lại từ đầu nhá toàn bộ này a o ư i u u i a o o a o ư i o, u y i a o o rồi vậy là chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài học của ngày hôm nay à, các bạn học với trực tuyến chỗ nào cảm thấy chưa hiểu hay là thắc mắc ở đâu à, cần được giải đáp thì các bạn vui lòng các bạn đăng câu hỏi đăng đăng comment ở ngay bên dưới video bài giảng này ở uh, trên YouTube nhá rồi và chúng ta sẽ tạm thời kết thúc bài học của chúng ta tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong uh, chương trình ngày mai à bài số 3 chào các bạn